Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử MC Anh Tuấn, chàng MC điển trai VTV. Nếu bạn đã từng là fan của những chương trình, trò chơi âm nhạc, bảng xếp hạng âm nhạc MTV hay Hoa hậu Việt Nam qua các năm, chắc sẽ biết đến anh chàng MC Anh Tuấn điển trai và có lối dẫn dắt tự nhiên. Hiện tại, anh là một trong những biên tập viên kiêm MC của đài truyền hình Việt Nam. MC Anh Tuấn là ai? MC Anh Tuấn, có tên thật là Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1974 tại Hà Nội. Anh là người Hà Nội gốc, sống cùng nhiều thế hệ tại phố Hàng Cân. Là một người tài năng, trước khi đến với vai trò là MC, anh Tuấn từng là thành viên chơi bass của nhóm nhạc DJ. Anh chuyên cover lại các bài hit của nhóm nhạc nổi tiếng The Beatles. Sau khi bước chân vào sự nghiệp dẫn chương trình, anh Tuấn đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Tiếp nối thành công, anh chuyển sang làm nhà sản xuất và đạo diễn cho những chương trình âm nhạc lớn và live show quốc tế. Hiện tại, anh đang là MC, kiêm biên tập viên rất nổi tiếng của đài truyền hình Việt Nam. Gia thế cực khủng của MC Anh Tuấn. Được biết, bố của MC Anh Tuấn là ông Vũ Hướng. Ông là giáo sư âm nhạc nổi tiếng, giữ chức phó giám đốc Nhạc viện Hà Nội. Mẹ anh từng tốt nghiệp trường y, nhưng vì phải chăm lo cho gia đình, nên bà chuyển sang một công việc khác phù hợp hơn. Chính vì sinh ra trong gia đình gia giáo, nên từ nhỏ anh đã được cha rèn luyện khắt khe. MC Anh Tuấn được học đàn piano và cello khi mới vài tuổi. Nếu để ý thì bạn sẽ thấy những chương trình anh dẫn dắt hay đạo diễn đều có liên quan đến âm nhạc. Anh Tuấn chàng MC Đào Hoa. Không thể phủ nhận rằng dù đã bước qua tuổi 45, nhưng trong anh Tuấn vẫn như thanh niên. Khí chất phong độ và dắt sát gái. Là người sống kín tiếng, chuyện gia đình của anh Tuấn rất ít khi được tiết lộ. Bởi vậy mà báo chí được fan bất ngờ khi đám cưới thứ hai của anh được tổ chức. Được biệt, người vợ đầu của anh mang quốc tịch Australia, tên Lisa. Họ có với nhau hai cậu con trai, Alex và Henry. Người vợ thứ hai của anh Tuấn là Lý Hồng Nhung. Cô là một trong những thí sinh của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008. Chương trình năm đó do chính anh làm MC. Hiện tại, cả hai con trai đều sống chung với anh. Gia đình họ thường đi cùng nhau dự sự kiện rất vui vẻ và hạnh phúc. Con đường sự nghiệp của MC Anh Tuấn. Sự nghiệp làm truyền hình đến với anh Tuấn như một cơ duyên. Sau khi tham dự chương trình Sinh viên 96 của đài truyền hình Việt Nam, anh đã thay đổi luôn giấc mơ của mình khi đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Anh Tuấn chia sẻ, vì truyền hình, tôi đã từ bỏ Đại học Ngoại thương khi đang học dở. Bỏ luôn học bổng 4 năm tại trường Berklee College of Music mà tôi đã rất cố gắng mới có được. Ngay cả cao học tại Nhạc viện tôi cũng bỏ, dù chỉ còn kỳ thi cuối cùng để lấy bằng. Công việc truyền hình lúc đó nhiều quá, nên không có thời gian tập, nên đành dừng lại giữa chừng. Có thể nói, lúc đó tôi đã bỏ tất cả cơ hội để ở lại với VTV. Chính nhờ quyết định đi theo đam mê mà hiện tại, sự nghiệp của anh rất thành công. MC Anh Tuấn là gương mặt không thể thiếu của đài truyền hình Việt Nam. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.